vào lời nguyện thật thật. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Vui lòng cho tôi một chiếc taxi đến đường D1. Ai như MC Thanh Trà vậy ta? Giờ tử thần sẽ đến với mày và mày phải chết. Chị có sao không vậy? Em thấy hình như chị không được ổn á. Nhà em đang gần đây nè, em dẫn chị về nhà nghỉ cho khỏe nha. Anh qua nhà em liền nha. Được rồi, anh tới liền. Dạ. Chị thấy đỡ chưa? Chắc là chị bị say nắng rồi. Cảm ơn cô, tôi thấy đỡ rồi. Chị là MC Thanh Trà, MC truyền hình phải không? Vừa nhìn là em nhận ra ngay. Em là nhà báo. Nhưng tiếc là em không làm bên mảng giải trí. Chứ nếu không là chị em mình đã được gặp nhau rồi. Anh tới rồi hả? Giới thiệu với chị, đây là anh Bình, là chồng sắp cưới của em. Còn đây là... Bình. Thanh Trà, lâu quá rồi không gặp. Từ hồi học xong cấp 3 còn gì nữa? Tụi anh là bạn học cũ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong á thì cũng mất liên lạc với nhau luôn. Ủa, mà sao Trà lại có mặt ở đây? Lúc nãy á, chị bị say nắng, em gặp chị ngoài đường á, rồi em đưa chị vô đây nghỉ mệt. Mà dạo này công việc của Bình sao rồi? Ổn không? Hiện tại thì Bình đang là bác sĩ tâm lý. Nói chung thì công việc này cũng gọi là đam mê, nên Bình thấy cuộc sống này khá là ổn, thoải mái lắm. Còn Trà thì sao? Ngoài việc thấy Trà trên TV ra, báo chí còn đăng tin Trà có chồng là diễn viên nổi tiếng hả? Dạ đúng rồi, anh chị ấy được ngưỡng mộ lắm á. Báo còn á đặt cho hai anh chị ấy một cái tên là cặp đôi ngọt ngào nhất showbiz á. Vậy hả? Thôi, không có gì. Chắc là bây giờ Trà không làm phiền hai người nữa. Trà xin phép về trước. Vậy thôi để mình đưa Trà về nha. Không cần đâu. Lúc nãy Trà có nhắn tin cho chồng Trà rồi. Ảnh làm gì cũng ở gần đây thôi. Chắc là anh tới rồi đó. Mời anh ngồi. Anh. Em thừa biết là anh rất là bận. Vậy mà tại sao bất cẩn như vậy? Rồi bây giờ về được chưa? Hay là ở đây rồi tâm sự với bạn của em? Em thấy chị ấy hình như có điều gì muốn nói, nhưng mà không nói được.
hai người à? Chúng tôi đến thăm chị Trà. Mời hai người vào. Hai người uống nước đi. Đợi lâu. Hồi đêm trời uống thuốc cho nên là sáng nay dậy không có nổi. Hay ngủ nước đi. Người ta mới gọi anh đi thâu tiếng gấp. Em ở nhà nhớ uống thuốc bổ. Dạo này anh thấy em càng ngày càng tiều tụy. À chết, anh quên là sáng nay anh còn có lịch hẹn với bệnh nhân nữa. Thôi em mới lại nói chuyện với Trà nha. Anh về trước, mình đi trước nha. Alo. Rồi, gặp em ở điểm cũ nha. Trong người chị có bệnh gì không? Em thấy cơ thể chị hình như bị suy nhược lắm á. Không, sức khỏe của Trà vẫn ổn. Chắc là tại dạo này tinh thần Trà không tốt á. Nhắc mới nhớ, thuốc này là thuốc của anh Khánh mua cho Trà. Anh nói là thuốc này tốt cho sức khỏe. À, Trà đi lấy nước ha. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay. Thanh Trà xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón xem và xin hẹn gặp lại. Cắt. Rồi, tốt lắm trời. Cảm ơn mọi người. Đi ăn với tụi anh luôn trời. Dạ thôi, mọi người đi ăn đi. Alo. Anh hả? Em quay xong rồi. Anh tới đón em nha. Anh bận lắm, em tự về đi. Thanh Trà. Chị thấy đỡ chưa? Ta đi vô trong rửa mặt tí xíu. Thank you.
gần một tháng nay luôn có một số điện thoại lạ gọi cho Trà, rồi nói là muốn giết Trà. Trà đã nói với Khánh, nhưng mà anh cứ khẳng định là Trà bị hoang tưởng. Nói vậy là Khánh nghĩ rằng Trà bị hoang tưởng nên đã mua thuốc cho Trà uống sao? Đúng là Khánh có mua thuốc, nhưng mà anh nói thuốc này chỉ là thuốc bổ thôi, chỉ đơn giản là giúp cho Trà giảm stress thôi. Vậy chị có nghi ai không? Từ trước tới nay chị không có gây thù chuốc ấy với ai hết á. Vậy tại sao Trà không báo chuyện này cho công an biết? Chồng Trà mà còn không tin thì làm sao công an họ cho đó là sự thật được. Bình hỏi thật Trà chuyện này nha. Thời gian qua mối quan hệ giữa Trà và Khánh như thế nào? Có tốt không? Tuy là chồng của Trà khá là bận việc, đôi lúc khó khăn rồi gắt gỏng với Trà, nhưng mà tụi mình vẫn ổn. Em có thấy nhà mình có đặt camera trước cổng, chị có thể cho em xin password được không? Biết đâu em và anh Bình có thể giúp chị tìm ra kẻ đã đe dọa chị. Trà nghĩ là không cần đâu. Đi đâu vậy? Tôi đi đâu là quyền của tôi, mà sao cô hỏi nhiều vậy? Anh cứ bận suốt. Ở nhà em buồn lắm. Buồn à? Buồn thì đừng ở với tôi nữa. Tôi đã nói là ly dị đi, nhưng cô vẫn cứ cố chấp không nghe. Rồi bây giờ ở đó than với tôi là buồn để làm cái gì? Nhưng mà anh nói đi, em đã làm gì sai chứ? Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi với cô rồi. Cô không cho tôi một phút nào được thoải mái hết. Hình như là cô bị thần kinh rồi. Và tôi cũng không muốn sống chung nhà với một kẻ mất trí như cô. Alo, em nghe chị ơi. Password camera nhà Trà là số điện thoại của Trà. Được rồi, chị yên tâm, em sẽ cố hết sức để tìm ra kẻ đã đe dọa chị. Alo, alo, chị còn đó không chị Trà? Alo, alo. Ừ, anh nghe đây. Dạ anh ơi, bạn em mới báo thuốc mà anh Khánh đưa cho chị Trà uống trong suốt thời gian qua là thuốc an thần liều lượng cao. Sao? Thuốc có thể gây ảo giác anh. Sedusen liều lượng cao à? Nếu dùng nhiều sẽ bị nghiện và tử vong. Được rồi, bây giờ em hãy nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh ở cổng nhà của Trà, xem là trong khoảng thời gian một tháng gần đây á, coi có gì lạ không, rồi báo cho anh biết. Dạ. Ừ, vậy nha. Password camera nhà Trà là số điện thoại của Trà. Em hãy đến nhà Trà, cảnh báo cô ấy là phải hết sức cẩn trọng người đó. Ủa, em tới sao không nhắn với chị? Anh Khánh có nhà không chị? Anh vừa đi rồi.
Vậy thì mình mau vào nhà đi, em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Thôi, giờ hai đứa đi rửa tay đi, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi xíu. Rồi tốt rồi Khánh ơi, thôi chị về trước nha, em tự tắt máy với tắt đèn giùm chị nha. Dạ. Chị, thuốc mà anh Khánh đưa cho chị uống á, thực chất nó không phải là thuốc mổ. Nếu chị dùng quá nhiều sẽ bị rối loạn thần kinh, và dùng thường xuyên sẽ bị nghiện. Trường hợp xấu nhất là bị tử vong. Ủa sao anh biết em vậy? Thì chỉ có em mới ôm anh kiểu này thôi chứ. Và điều kinh khủng nhất là sau khi em kiểm tra camera xong, em phát hiện một điều. Cô tình nhân của anh Khánh đã đến đây và đưa lọ thuốc này cho anh ấy. Nhưng mà anh Khánh là chồng của Trà. Thôi bây giờ anh dẫn em đi ăn ha. Xong rồi anh kiếm chỗ nào đó lãng mạn rồi hai đứa mình tâm sự xíu. Lãng mạn lá đâu vậy? Thì đi đâu đi đi rồi biết. Làm gì chị? Rồi chị gặp nguy hiểm thì sao? Đây là chìa khóa nhà của Trà. Nếu có chuyện gì, Trà sẽ nhờ hai người. Chuyện muốn nói. Muốn gì để sao đi, tôi mệt lắm. Em biết anh có nhân tình là Thảo Nguyên, một dược sĩ. Cô ta đã đem thuốc tới đây để anh đưa cho em uống. Nhưng em đã sớm biến nó thành những viên xe đua xanh liều mạnh rồi đấy. Ý cô là anh nghĩ em điên. Nhưng không, em hoàn toàn tỉnh táo. Em đã lập nên mọi chuyện để hai người bạn của em tin là anh và nhân tình của mình đã bày nên kế hoạch để hãm hại em. Thuốc của anh đâu? Nè, thuốc của vợ anh nè. Anh cảm ơn nha. Trời ơi, sao em gan quá vậy, tự nhiên em tới đây. Em cứ đi ra ngoài đi rồi gọi điện anh chạy ra. Nhưng mà em thích tới đây hơn. Thôi, em... Thôi, đi ra quán cà phê nào đó nha, rồi gọi anh chạy ra nha. Đây là thuốc an thần liều lượng cao, cô nên tuyệt đối cẩn thận khi sử dụng nó.
giờ em sẽ chết bằng cả lão Sandusen này. Giờ ít phút nữa nhân chứng sẽ xuất hiện. Còn anh sẽ đi tù. Tôi bị điên à? Anh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ở cạnh em. Hai là phải đi tù. Nhưng anh đã từ chối sự lựa chọn đầu tiên. Vậy thì đừng trách em vô tình. Trang ơi, cứu chị với. Anh Khánh bắt chị uống thuốc. Trang ơi, cứu chị với. Trang ơi. Trời, con bị điên rồi. Chúng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Hai người, em không nghĩ chị lại viết lên một kịch bản chặt chẽ như vậy. Nghĩa là Trà cũng đã biết anh ta có nhân tình từ trước. Đúng, chúng tôi có quan hệ tình cảm, nhưng chúng tôi không hề có ý định hãm hại Trà. Đúng như vậy, tôi chỉ đem thuốc bổ đến cho chị Trà theo lời dặn của anh Khánh. Tôi không có nói xạo anh đâu, tôi còn giữ cái hóa đơn và to thuốc cái chị Trà nè. Anh coi cho rõ nè. Và chính chị là người đã tráo thuốc. Những viên thuốc mà anh Khánh mua cho chị, nó chỉ là thuốc bổ. Cô dừng lại đi. Tại sao tôi có thể sống với một người vợ kinh khủng như cô? Im đi. Anh không có tư cách gì nói ở đây. Cô... cái người im hết đi. Trà, tránh xa tôi ra. Trà, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh đi. Chính tôi bày ra mọi chuyện đó. Nhưng mà bởi vì tôi yêu anh, bởi vì anh là người thân duy nhất trên đời này của tôi, bởi vì ở ngoài kia có biết bao nhiêu là người ca tụng mối tình từ thời sinh viên của bọn mình. Bây giờ mất anh, tôi mất gia đình, mất sự nghiệp, mất cả tuổi thanh xuân. Vậy thì những gì tôi đã và đang làm có phải là triệu chứng của một kẻ tâm thần hay không? Không. Trà có quyền dùng vậy để giữ lại hạnh phúc cho mình, nhưng Trà không có quyền tự tước đoạt mạng sống do cha mẹ của Trà ban cho. Nếu chị chết đi, liệu hắn ta ở tù 10 năm hoặc 20 năm, nhưng rồi sao? Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Hắn ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc với người mới. Còn chị, chị phải sống một cuộc đời lạnh lẽo, đơn độc mà thôi. Và chúng tôi sẽ không làm chứng cho cái chết ngu ngốc như vậy. Nhưng mà chúng tôi sẽ bảo vệ Trà. Vì hơn hết, Trà là vợ. Trà xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là tới Sở Khanh này. Thank you.
thể bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà nhân vật chính chỉ có chị thôi.